Ok ha quý vị, đây là cái túi của dòng 1.10 ha, đựng được 1.10 có thể 1.8 nha các bạn. Đây dạ dù ha, dạ rất là chắc ha bạn. Mình nhập về chừng có 3 cái thôi, các bạn có nhu cầu về sử dụng á, cho những đây là túi lớn mà 1.10 cho những dòng gốc nha các bạn. Xe gốc đồ đó là các bạn sử dụng dòng chốt sạch gốc là được hết nha các bạn. Đây nó ghi là 1.10 ha, dành cho là xe hatchback nè các bạn. Rồi. Rồi bên trong nè các bạn ha, nó còn một lớp đệm ha. Đây lớp đệm các bạn có để nhét cái dụng cụ gì các bạn cần ha, như tay cầm ha. Ý đồ của nó em nghĩ là nó là tay cầm của TX ha. Rồi cái hai bên trong là lớp pin nè, các bạn có thể nhét thêm ha. Rồi ok ha. Còn đây là một cái gai sách cho các bạn ha, nó kèo để các bạn sách ha. Đây nó còn một cái lớp da cho các bạn nè, để chống cái phần đáy xuống. Rồi dài rất là chắc ha. Đây là lớp chống va đập nè, nó bài thêm một lớp mút ở bên này nè cho các bạn ha. Rồi bên trong có, rồi mình xin phép mà có ai ủng hộ giùm mình ha, có 3 cái thôi, tạm thời về 3 cái thôi, nhưng mà dự tính là một cái có khách lấy rồi bạn ạ. Đó các bạn có gì ủng hộ mình sẽ đưa lên lớp shopping và Lazada nha. Túi này chỉ có vài trăm thôi so với túi 1.000.000 người ta nhập về bán ha. Mình bán chủ yếu kiếm cà phê thôi các bạn, tầm chừng vài trăm ngàn thôi, để có gì mình đưa lên cái giá cho các bạn xem sau ha. Rồi cảm ơn các bạn đã ủng hộ ha, và xem và ủng hộ.